Vậy là truyền thuyết về cụ tổ nghề hát sầm đã chứng minh rằng hát sầm là một nghề có nguồn gốc cao quý. Thực tế cũng chứng minh rằng tư tưởng tàn nhưng không phế cho đến nay vẫn luôn được kính trọng. Lịch sử dân tộc kể từ thời đại oai hùng của nhà Trần tới nay đã trải qua bao thăng trầm dâu bể, nhưng tưởng bao cuộc đổi thay, mấy phen bệnh lửa đã làm thui chột đi tiếng hát của những kẻ nghèo nàn, tàn nhưng không phế, sống dưới chế độ cũ xưa. Vậy mà giờ đây, khắp một vùng Bắc Bộ mênh mông, từ làng bản, xóm thôn tới các đô thành thấm đẫm tình người, tình đời, tha thiết tình yêu xứ sở, ngợi ca công trạng anh hùng và cả một niềm lạc quan phơi phới tới tương lai. Thậm chí ở thời kỳ phong kiến, hát sầm đã đóng góp tích cực trong việc lên án chế độ cũ. Nhằn thầy mẹ nuôi con thế mà con ơi mong con bú con ăn. Biết hát từ năm 1938, anh Trần Huy Liệu anh vào đây. Anh bảo tôi là bây giờ anh đi tuyên truyền cho người giác ngộ theo đảng, theo Việt Minh. Thế giờ anh học một vài bài, đến nơi nào hát và hay thì thế nào các chánh phố lý trưởng nó mời vào, thế nó mời vào sẵn cái cơ hội ấy để mà tuyên truyền cho nó giác ngộ theo mình để cho các cán bộ đi lại không bị bắt. Chúng tôi có dịp theo chân nhạc sĩ Thao Giang vào Thanh Hóa thăm các nghệ nhân hát sầm, ông Tô Quốc Phương cùng câu lạc bộ hát sầm xứ Thanh. Hát chứ còn hát thì không? Dạ, thì còn hát thì nhiều, à, hát bây giờ già rồi, hát. À, thế chứ cái bài cái xưa bác hát từ năm 1987 mà đi hội diễn toàn quốc rồi bác còn nhớ cái bài đâu, cái bài gì đó hồi đó. Hồi đó nữa. Còn nhớ chứ. Đấy, còn nhớ đấy cái bài đó mà sau đó chúng cháu ghi rồi là anh đi hát đấy. Thế hôm nay được gặp các bác vui quá rồi và bác cháu mình lại được hòa nhạc với nhau hôm nay đây. Dạ, vâng. Và cũng... Truyền dạy cho con cháu, làm cho thế hệ con cháu của mình hiểu rõ cái hay, cái đẹp trong hát sầm, đó là việc làm không hề dễ. Thế nhưng, đó là việc làm thường xuyên tại câu lạc bộ hát sầm này. Hát sầm thì bắt đầu từ nhỏ, khi mà đi học, ở chợ, trường học là ngay chợ. Ngay chợ, mà cái chợ cho tôi là cái chợ Quang ấy, là cái chợ rất lớn, cái chợ tương đối huyện. Thì cứ phiên chợ nào hồ thế các phiên họp vào những ngày đại là ngày 5, ngày 10, 15, 20 hàng tháng đấy. Không có phiên nào là phiên mà không có hát sầm. Thì những cái giờ giải lao nghỉ tan học á, tôi nghe tiếng trống là thế nào cũng ra. Gặp gỡ và nói chuyện với nghệ nhân hát sầm Tô Minh Sen, chúng tôi mới thấy rõ không những tùy từng môi trường diễn sướng mà còn tùy từng vùng miền mà hát sầm đã có những phong cách hoàn toàn khác nhau, hết sức phong phú và đa dạng. Nhắc đến hát sầm, không thể không nhắc đến nghệ nhân Hà Thị Cầu, năm nay đã gần 90, và cũng gần 80 năm hát sầm, những nếp nhăn của thời gian, những câu hát của quá khứ vẫn như phảng phất đâu đây.
Già rồi mà còn cứ hay bông hay tán, cho nên cô Mận đi cầu thực. Mẹ lòng con theo nắng mưa, con ơi nói xuôi. Vào một ngày mưa cuối hạ, chúng tôi đến nhà nghệ nhân hát sẩm, cụ Nguyễn Văn Khôi. Tiếp chúng tôi là cháu nội của ông. Mới ngày nào ông vẫn ngồi đây kéo cây nhị hát những điệu sẩm. Chúng tôi chợt giật mình, những nghệ nhân tuổi cao, sức yếu như ông Sen, như bà Cầu, không biết khi ra đi, họ có mang theo điệu hát sẩm theo cùng. Trong nghệ thuật hát sẩm có rất nhiều làn điệu, nhưng điệu thập ân với nội dung kể lể về 10 điều ân nghĩa của người mẹ đối với con từ lúc chào đời cho tới lúc trưởng thành. Giai điệu mang tính tự sự nồng ấm với những câu lưu không nghe da diết, êm ái, man mác, xa xôi, xen nỗi xót xa thương cảm. Sẩm thập ân có sức lôi cuốn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không mang nặng chất bi thương như là hát ai hay là phồn huê. Cũng như bao loại hình văn chương truyền miệng khác, tác giả của những lời ca trong hát sẩm luôn quyết danh. Nội dung lời ca trải rộng trên mọi lĩnh vực phê phán, đả kích thói hư tật xấu, hoặc cao hơn là những nội dung chống đối một cách khôn khéo các chế độ thống trị thối nát. Đề tài hát sẩm bao quát mọi mảng đời, mọi cách sống, từ chuyện thân phận con người, tình cảnh lứa đôi, chuyện dân gian, cho tới việc ngợi ca các phong trào yêu nước. Nói về vị trí của hát sẩm trong văn nghệ dân gian, giáo sư Trần Văn Khê cho biết. Mà sẩm ở miền Bắc là một cái điệu hát ngày xưa là điệu hát rong, là một cái điệu hát của những cái người đi từ làng này qua làng kia, đem lại chẳng những là một cái sự giải trí cho dân gian, mà có thể nó là một cái tiếng nói của trong xã hội, tức là những có thể những cái tật xấu thì bị cũng như là chê bai để chẳng cho người ta biết được, hay là những chuyện đã xảy ra trong làng, xảy ra trong xóm, hay là những chuyện gì nó dính liền với cái đời nông thôn. Đối với tôi, hát sẩm không phải là một cái nghệ thuật cao nhất của nước Việt Nam, nhưng mà nó là một nghệ thuật gắn bó liền với dân tộc Việt Nam từ ngày xưa. Mà ngày hôm nay nếu mất đi thì nó mất một cái vốn quý của dân tộc, mà khi nó mất đi rồi thì ngàn vàng không mua lại được.